tê lử văn nhừng do đã viên lùa nhất đầu chi bộ rõ ngàng xã Trung Thượng huyện Quảng Sơn sạch Thượng Hòa. Trản tê, tê dễ năng do ý dịch rõ nhẹ, giải tàu kế phán từ chi bộ, cho mà do bị thử đất đầu trừ rõ lử văn tưởng. Trí chồng lò nọ, tê nhờ tới bí cho một mô hình dương trẻ đê khá di, cho sĩ cho đê ít sự mua, thở nhất đầu tê to trong cổng hạ hầu rõ, thiết tê khấu no tự xanh. Số lúc chồng bị đau chứng trả, lại đê đá dịp bùa mít vuông. Tì tức khử tổng tỏ, ó tần trề, tổng kinh mô phân ra, ít bùa nền cầu xía nhát đầu ít chia. Cô khử tàu ó bùa triệu nhà, thành nhát ú nọ của tàu ít bùa nhìn lại. Bị đau chứng trả lo đả, ý giả lì, nho quản sườn, nó có do hai tiệc khử tổng kỳ rong hành lợi. Bản thân là một đảng viên trẻ và được sự quan tâm của chị ủy chi bộ, cũng như cấp ủy thì bản thân do ít tôi đảm việc của trần lùa giai tốc kế bán từ chi bộ sầm hậu kể trâu cũ dung trèn thuật giả khử nhe xin thở giác lành cũng mua hậu kể sau trong minh nhỏ một cần tạo sản phát xịt kho rất rõ chiến nhất là hậu chiếu trả cho con cái ăn học đầy đủ hơn và chăm lo cho cuộc sống của gia đình cũng đầy đủ hơn. Chi bộ do ngàn mua ít bùa trích châu gì tôi đảm viện ít bùa trích châu xả gì đất đâu xả bùa bất châu ý lưu ta hậu năng. Trong ớt xích cầu xà, chi bộ tứ bỏ lanh xuống sau lọ ua kề, đất đầu tù bị thử chi bộ đất đầu trừ rõ. Tì lữ văn tưởng, tứ tàu cho đội viên thiết lệ dịp bếp xăng dầu xía xài, đất đầu tí chi ua o lưu trong to nọ. Do tù năng nhắc đầu rõ ngàn thuộc ra kinh tế, bỏ lanh trò kế bán tại ua ông thiết trong tổng sư, đoàn tề lúc năng tờ bếp xăng mà dọn nhẹ hành, phanh ra cho nên vừa trong. Tì lữ tù khang, theo chi trưởng tổng tê nhắc đầu thuộc ra nổ, họp phía trong hậu rõ, mó xía khử nhật xìa, ua ía trò trong bếp sẵn ua trở. Giá trâu rỉ nọ, tì cô tàu hải tìa, do dì năng là tàu phua chia, cho dì năng phua hậu rõ ngàn, rốt chúa nên cậu dì lợn sư. Xá trung thường mua trâu nhát trâu chi bộ, ua tía rồng cha, long tàu sổ sau cho bí thư chi bộ ua kê trở lý chú rõ. Kế sĩ sau ua kê cúp bán thuật giả kinh tế văn hóa xã hội hậu xã, môn tàu có rồng. Thực hiện theo chỉ thị nghị quyết cấp trên được giao thì chúng tôi cố gắng mà nỗ lực cho ua trồng cho chỉ thị nghị quyết trồng lót cho lọt bé cũng mới sẽ ua tỉa do đâu nên chỉ biết sản xuất ngành thực giả kinh tế sách hiệu báo hư hai dòng phương hướng ua kênh tờ bé cũng chưa tuổi chỉ rong cho tiêu chí ua tàu ba ua tàu cho tiêu chí ua ua chỉ tàu chúng tôi cùng với bà con mà cố gắng mà thực hiện và duy trì rất là tốt. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy cái vai trò bí thư chi bộ kiêm trưởng bản mà cụ thể nhắc đầu sẽ hợp tua bé dù trong thuật xã dòng lũ son từ bí thư chi bộ đã đầu trừ rõ phân công đảng ủy dù phái hậu lực mong trầu cho tín năng tăng một sách chủ cho chi bộ trên tờ quân tua sách ba ô cha còn là ô tàu dòng xuất nổ tàu cho tổ chức thực hiện tốt cái chủ trương chính sách của đảng mà đảng bộ xã đã đề ra. Đau tù bí thư chi bộ bắt đầu chữ rõ nhóm tờ quản sườn tức tránh cho đại yến tổng tê nhất đồng thuật giả mô hình kinh tế do Hà Văn Màn bí thư chi bộ chữ rõ phe xã Tam Thành do tù nành tổng tê thuật giả mô hình dù cho sống chùa nhìn no phe từ một bé lũ va sống chùa tránh trả đá lì trâu bùa cho xà bùa mấy vuông cháu va một bánh sử ua tàu nông lên nền cầu và cho nông long tờ số phẩu xôi xong cho tàu lì ót cho bếp phẩu một dòng mua trâu cho nên chùa. Mô hình xích sọ ua kề, tớ bác cho xã Tam Lư, Tam Thành, thuật giá tàu sông chùa một dân trị. Trong bí thư chi bộ ra đầu trừ rõ, tư mó xìa, sẵn cả bên sẵn cổng hậu khi đã trắng trả, khi tờ tê thờ rõ cho sông hay tỉa, sông chùa chúa nọ. Giải tàu kế bán tờ chi bộ hậu rõ hậu, xã Tam Lư, tì Lữ Văn Thái dị năng, cố khí ít họ thờ rõ sông chùa. Mua ua cho bà đi nỉa, ua ua không nọ hậu, lo xì do tê ú nọ. Do lúc lì có cơ sở tờ tư y thải, cô mua tàu lì nâng cầu cho bếch chào tần tê ú nọ. Lúc xì hở uốn tàu chấp lở, có chân tờ ti thầm hô lửa ua trong nâng cầu lên nâng hậu chứng trạ, khứ tàu lì chế cho tàu triệu nhẹ ít lượng ít lì. Dì trong ớt xếp cầu xà, huyện Quang Sơn tức đánh chồng xì khò hậu kể cho ua chủ trường số sau ua kể trước danh bí thư chi bộ đất đầu chữ rõ trong lý kế cho khi ăn tờ ban thường vụ tỉnh ủy thiếu ủy ban nhân dân xanh Thanh Hóa đọc ca trí trọng
cho chọc lão nhát đầu cho chọc lão núi rò nhát hậu quan sơn vốn lên ua tỉa xí sọ ua kề dành phố phành pua cho chọc lão tù năng tàu trư tùa lũ trong tàu bí thư chí bộ đất đầu tù trứ rò muôn tàu nấu nhung xí sợ dì bích châu giò xí châu trí chồng nhát trong tàu mua trâu chọc lão tù năng nêu cờ ta văn hòa cậu o cầu trâu tù năng mua trình độ trung cấp xa tù do cờ ta đại học. Mặc dù là mới triển khai trong một thời gian ngắn nhưng mà đã thấy được cái sự hiệu quả của cái mô hình bí thư kiêm trưởng bản. Thứ nhất thì nhận được sự đồng thuận. Giờ nhọc hóa chắc thiên nhất đầu sẽ hơi lũ, tá sĩ P cúp vào tàu kế lòng báo một sinh viên ở mô hình bí thư chi bộ, rất đầu trừ rõ. Uồn tê, số sau kế giáo xuyên là cán bộ đảng viên thế trong lắp vé sẵn của chứng trả. Thế o, một cái số sau cho uống một sinh viên. Cha mà do cái số sau tờ cho chủ trường cho ùa cho hậu chứng trả. Bản thân tôi thấy có những ưu điểm là đưa cái chủ trương chính sách của nhà nước. Cố tư khanh bỏ tàu tìa mua tay chủ trương chính sách ở bên sang tua tàu nhiệt dị bên sang mà dòng cha. Ua trời kè, ua tàu dòng đùa. Địa tư tờ bí thư chi bộ cho tàu trừ rõ là cô sĩ đùa. Đầu mối. Giờ nhọc hùa chắc kia nhất đầu sẽ hở lũ. Tá sĩ Zhen Ji sĩ sổ sầu, chức danh bí thư chi bộ rất đầu trừ dò, tức ít có chùa tòng chùa la rồng. Tò cá sĩ sầu o lũ trong to ùa kể, cho đảng viên bốn lăng xài tàu lũ rò, kính tổng tê ùa tàu. Ùa tàu chùa chài, một Zhen Ji nhất đầu sổ tăng mẳng trần trắng hậu trắng trà. Đầu kể ùa tàu rồng, lon tàu ùa kể sách chùa, ra trao tên tàu tàu hành trình. Số sầu ùa kể, cô do xã hậu kể, ùa trào tê chế độ một trào cho cán bộ rùa rồng tua. Giờ trong sẽ hẳn nò, bố phình bùa cho chi bộ hậu rò, nhất trong sách trà huyện Quan Sơn tứ thế trành của tàu rộng đùa. Vì cái tàu dài của tàu mang tới chủ trường tờ cấp ủy, tàu xí chùa, cho chai, sẽ mua cái thông xia. Khó xí sáu của cái bỏ tàu tỉa, đâu cho tàu tàu mô hình kinh tế nhất cho dây rõ ít giả lì, thô giá dù nhu trò hậu sách trà, dùng trẻ tầm, dùng trẻ nguồn trốt đề, hậu thủy điện trùng xuồng, cho giáo hủ, mô hình trong lên nhật ZO2. Kế hậu lực xì kho tên tông tàu hậu dây rò của tàu trọng xì chùa, lưu năng tàu bếp sẵn. Nhất tàu hậu huyện ít sử tàu rồng tua, khứ bên đá tàu hậu nâng cho lối chồng về. Tê chế độ chính sách, tê kế sĩ thả, tê chú dị tàu bếp sẵn nhất hậu rò bốn lên tàu đời trẻ cho chai. Thưa giá, trên trí xì kho bác bơ lưu rò bí thử trí bộ rất đầu trữ rò. Nhắc hậu rò chế bế tư tay chống cho khỉa, một trâu chào xã thị trấn. Ua tàu rồng tên trẻ lũ măng, uồn tê. Bế sẽ lo do kế xài cho tí năng, xài cho đảm viên mò xìa, ua ta xìa. Mô rồng thiệt tù, mô rồng trí dị bác bơ. Thì o, đọc ua rồng hậu lửa sinh hoạt trí bộ nhắc đầu chào rò. Trong mà do chắc khía tới chủ trường các kênh tàu đảng, chính sách nọt trừ hậu tích thờ, tên nghị quyết tờ trồng lót sầu, chỉ rong lút rong chủ la, cây xa cây cho, chỉ xác tàu cây ba tờ trồng lo. Thí bê, thấm cả hậu lử, chỉ rong cây tàu báo đoàn tầng tiê tu, do nụ tờ tu bí thư chi bộ. Thơ giá lút rong tiê tu tờ tu năng của do cán bộ đảng viên, thế cho ủa rong họp hiệp, cán bộ đảng viên uốn tè, trong lắp bếp sẵn của trợ. Bê tới một cái chọc hìa, một trâu cho chi bộ, bí trong số bác bơ chính trị xã hội hậu rõ. Ủa rong tới quy chế dân chủ nhất cơ sở, chỉ rong tiê tu của hậu lượng tổng tỷ sách chùa tầng trợ. Chứ chỉ phú là tàu là sĩ, ua chỉ dòng tê hậu lực. Quan Sơn do ít nhất đầu chó huyện tổng tê hậu sảnh, ua tỉa lon tàu sĩ sầu chức danh bí thư chi bộ rất đầu trừ rõ. Cho ua nhất đầu chứng trả to xế nò, bỏ tàu hay tỉa, nói do ít chủ trường mù dò, mua kế sổ sầu ua kê cho tàu tê nghị quyết chủ trường, kê cho khía cho ủng mạnh. Tê bí thư chi bộ nhóc hậu sò tướng thủ xã tàu lúc son tổng tên tàu tu năng cán bộ xin khó đảng đất phủ trô khỏ ua kênh tàu sổ sau tàu kế thông xếp cổng trường tàu dòng lập bế xăng nhắc đầu cho ua họp hiệp đưa ra kinh tế xã hội họ chăm trạng.